Vẽ phong cảnh vô cùng đơn giản, bằng bút chì. Mọi người chắc toàn vẽ nhà theo kiểu này nhỉ? Để tôi chỉ cho nè. Đầu tiên, vẽ cho tôi cái hàng rào trước nhà để chống trộm đã nha. Vẽ các thanh dọc đều nhau rồi chia nó ra thành từng cọc hình tam giác như thế này nè. Tô bằng cách đưa chì nhẹ nhàng theo chiều dọc đi xuống. Cứ thế vẽ hết những cái còn lại. Tiếp theo, vẽ thêm một cái bảng địa chỉ nha. Một mẹo để vẽ cái này đó là bạn hãy dùng một cái bút hết mực rồi viết lên đó chữ mình muốn ghi, sau đó đè chì lên là cái chữ đó tự nhiên nó xuất hiện ngay luôn. Bạn có thể để tên ngôi nhà là tên của bạn cho nó dễ thương. Vẽ thêm bụi cỏ nhỏ bên cạnh cho nó sinh động. Tiếp đến là vẽ cái nhà. Việc của bạn là chỉ vẽ y như cái video là được, chứ tôi cũng chả biết phải hướng dẫn sao luôn. Cảnh này mình đang tưởng tượng ở Đà Lạt để vẽ cho nó thơ mộng. Thêm vài cái cây thông đằng sau nhà. Cách vẽ cây thông thì bạn chỉ cần đưa cái bút chì ra hai bên như thế này, rồi chồng thật nhiều nét lên trên là được rồi. Thêm một con đường nhỏ ở trước nhà cùng một vài chú chim bay lượn nữa là xong rồi. Và đây là thành quả nè. Ta-da!